Dạ thưa sư, con có một cái nghiệp rất buồn cười. Cứ mỗi lần con đi ăn uống hoặc xếp hàng chờ một cái gì đó, thường đa số trường hợp con gọi trước nhưng luôn nhận món sau cùng. So với người khác, người thân, bạn bè, người lạ, lời nói của con dường như người ta không nghe hoặc luôn để ưu tiên sau cùng. Chắc chắn kiếp này con có ý thức xếp hàng rất tốt, thậm chí thời nhỏ cha mẹ còn hỏi sao mày không chen hàng lên cho nhanh mà con vẫn đứng đợi đến lượt. Do đó con vẫn chưa hiểu mình làm gì ở quá khứ dẫn đến cái quả này, xin sư phân tích cho con. Sư phải disclaim trước, tức là sư phải báo trước với quý vị là sư không có thần thông. Mà chúng ta bàn về nghiệp và quả của nghiệp á, thì nó lại là khía cạnh bất khả tư nghị. Sư không có thần thông cho nên cái này nó rất là khó. Bản thân sư á, thì khi sư gặp một vấn đề gì đó mà sư tin là do nghiệp, thì sư sẽ tự hỏi mình á, thứ nhất là đời này nè, mình có làm cái nghiệp gì tương ứng hay không để mình phải chịu cái quả này. Và thứ hai là những nghiệp nào sẽ cho cái quả như thế này. Thì trong trường hợp này đó, thì sư chỉ ví dụ một vài trường hợp thôi nha, chứ sư không có thần thông. Ví dụ như năm xưa thì cũng từng có kiếp mình thấy ai đó đứng xếp hàng mà mình không ưa. Ví dụ như thấy ông sư mà mình nhìn ông sư đó sao nhìn sao nó không ưa, thấy ghét, mình không làm gì hết á, nhưng chỉ có điều là để ông xếp đằng sau thôi. Ví dụ như là giấy tờ, ông làm vô ông làm giấy tờ đi, nhìn thôi để đằng sau đi, chút cũng tới mà kêu người khác làm hỏi tới cái tên này rồi thì cũng kêu lên hỏi ủa sao nãy gọi không nghe. Sư từng gặp trường hợp đó rồi, tức là những họ họ làm cũng một loạt giấy tờ, mình đứng kế bên đó, mình ngồi đó mình nghe, mà một hồi không kêu tên, tới chừng mà chuẩn bị đóng cửa thì mới kêu tên lên rồi hỏi sao kêu nãy giờ không nghe. Tôi đứng kế bên tôi không nghe đó, thì cũng cái kiểu đại loại như vậy, sư ví dụ thôi, thì nó sẽ cho cái quả là đời sau thì cái tiếng nói của mình á, nó sẽ không được coi trọng và có thể là người ta sẽ cho mình cái hàng ưu tiên cuối cùng đó. Rồi nè, còn một cái nó cũng giống vậy nữa nè, là cái chuyện mình có hứa, mình có phát tâm, mình phụng sự giúp đỡ cho chùa, giúp đỡ Tam Bảo, giúp đỡ chư tăng, nhưng mà mình lại hay hẹn, mình không đặt cái ưu tiên đó lên trên đầu. Sư gặp nhiều lắm, cái đời tu của mấy ông sư gặp chuyện đó nhiều lắm, gặp riết mà mấy ông sư sợ luôn á. Sợ là sợ cái gì? Sợ công quả. Nghe nó kỳ, mấy ông sư là rất sợ công quả. Tại sao? Hứa hẹn nói mai mốt mấy sư cần gì thì cứ kêu con, mà tới hồi nhờ á thì sư chờ đi, chừng nào á mà con rảnh lắm không còn chuyện gì làm thì con sẽ giúp nghe, còn bây giờ thì con bận. Mấy sư thông cảm, giờ con bận là con bận công chuyện, con bận chuyện vợ chuyện con, rồi bận đi bơi, bận tập tạ, rồi bận đọc sách, bận coi tivi, bận lướt Facebook. Chừng nào con rảnh lắm, con không còn chuyện gì làm á thì con sẽ giúp. Thì cái kiểu không đặt sự ưu tiên lên trên đầu đó đó, nó cũng sẽ cho cái quả như vậy. Sẵn thì sư nhắc, thì ai có nhột thì phải sửa chữa. Sư nhắc ở đây là để quý vị ý thức được để sửa, chứ không thôi thì sau này mình cũng sẽ chịu cái nghiệp. Chừng nào người ta làm xong hết chuyện rồi, không không còn ai nữa thì người ta mới kêu tới mình. Coi chừng nghe. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, riêng về cái trường hợp này thì quý vị, thì Đại Đức Hạnh Tuệ có nói
Có nói một vấn đề mà khi mà sư có nghiên cứu kinh điển, đặc biệt là chú giải thưa vị, thì đúng là thật sự có một cái trường hợp rất là đúng mà ở vế sau thì Đức Hành Tuệ nói nó cái nghiệp này nè, cái nghiệp này nè, nó cái nghiệp mà cái gì mình cũng sao 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 này nọ, cái gì người mình nói không ai nghe đó, kiểu vậy đó. Mà Đức Hành Tuệ đưa ví dụ thật sự là nó có trong kinh điển thưa vị, nó liên quan kinh điển đó, là cái trường hợp của ai thưa vị, đó là trường hợp của cái vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật Gotama, đó là ngài Xuất Phát Đá thưa vị, Xuất Phát Đá. Thì trong chú giải á, mới hình như là trong, ngay cả trong chú giải Pháp Cú cũng có, nhớ vậy. Thì mới giải thích là tại sao cái vị này nè lại đắc đắc cuối cùng mà có sự trễ nải như vậy, hiểu không? Mà vốn dĩ á, là cái kiếp cuối cùng á, của cái ông Xuất Phát Đá này thưa vị, ổng sanh ra là một bà la môn đại gia nghe, rất là giàu, thẳng sử dụng từ đại gia thì biết rồi, ổng rất là giàu. Mà thậm chí là ổng từ bỏ thưa vị, ổng từ bỏ cái gia sản của ổng á, từ bỏ cái gia sản của ổng á, và ổng đi tầm cầu học đạo cũng rất là sớm chứ không phải trễ. Nhưng mà cái gì do cái nghiệp lực đó nó khiến là ổng nghe là ổng biết Đức Phật luôn, ổng biết tới 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 Đức Phật, có một cái vị mà gọi là Buddha, Buddha đó, một vị Phật giác ngộ đó. Nhưng mà do cái nghiệp nó khiến ổng không có tìm tới ngài, mà ổng đi ổng cứ ổng nghiễm đầu nè là Đức Phật á, là do Đức Phật ngày trẻ tuổi hơn là cái sáu cái giáo chủ mà ngoại đạo, sáu chủ ngoại đạo, cho nên là nói thôi đi tìm mà không có kinh nghiệm cho nên đi tìm sáu chủ ngoại đạo. Thì ổng đi tìm sáu chủ ngoại đạo như vậy đó, là đi rộng rãi gì đó, nhưng mà đâu ai làm thỏa mãn đâu. Thì khi mà Đức Thế Tôn, nó đúng hơn Đức Thế Tôn ngài nhập gần nhập Niết Bàn ở Kushinara thưa quý vị, thì khi đó là ổng trong tâm ổng mới nói nè, thôi kệ đi, bây giờ mình đi mấy giáo chủ kia nên cũng hỏi chừng mà, nhưng mà chưa thỏa mãn, thôi dù gì nghe nghe tin là Đức Phật đó, cũng nhập diệt, thôi kệ mình, ổng nó nghĩ đầu thôi kệ, dù gì thôi kệ mình ghé qua mình hỏi ổng, thăm ổng thử coi sao, đúng không? Nghĩa là đi tạt qua coi thử coi ổng nói như thế nào, dù sao ổng sắp chết rồi đó. Thì vậy khi mà ông Xuất Phát Đá đó, ông qua ông gặp Đức Phật đó, rồi ngày nó đa ngày đó vô đâu, nhưng mà Đức Phật ngày biết ngày đó cho ông vô, thì ông nghe xong ông đắc nghe thời điểm đó, về xong nhớ hình như đắc a hàm ở trong thời điểm đó. Thì bây giờ là quay lại câu chuyện là tại sao mà ông lại bị cái duyên, ông lại có cái nghiệp đắc sau cùng là như vậy thưa vị, là trong thời quá khứ đó, ông và ngài Kondanya, tức là ngài Kondanya là ngài đắc đầu tiên thưa vị, đắc thánh dự lưu đầu tiên á, khi mà Đức Phật thuyết xong bài kinh Chuyển Pháp Luân á, ở vườn Lộc Uyển á, đó là ngài đầu trong quá khứ á, ổng với ngài Kondanya là hai anh em thì hôm đó đó là hai anh em mới nói chung là cũng là nông dân rồi đó, cũng làm cũng đang canh tác một cái mùa vụ đó. Thì hai người mới hứa là khi mà xong rồi nè, xong cái mùa vụ này nè, sẽ cúng dường đến vị Phật toàn giác đó. Thì người anh là người ngài con đánh nhá thì mới thực hiện đúng lời hứa mình, là khi mùa vụ mà kết thúc đó, là ngài con đánh nhá là cúng dường liền. Còn ông này đó, xong tới họ mà vụ xong mùa vụ xong đó, thì tâm lý chắc tâm lý giống như bán được mùa đó vậy, giống như lúa có giá hay là sầu riêng có giá này nọ, không măng cục có giá rồi đó, cho nên cứ dây dưa gì đó, đợi một thời gian sau rồi mới cúng dường. Cho nên là chính vì cái nghiệp đó cho nên là khiến cho ổng đắc sau cùng như vậy. Và có một cái bài kinh mà sư nghĩ rất là tiêu biểu nha, bài kinh rất là tiêu biểu, cũng liên quan đến cái vụ hứa hứa hẹn, nó rất quan trọng, tại vì cái vụ hứa hẹn này liên quan chi phối nghiệp nhiều lắm vậy. Thì ở trong Tăng Chi á, ngài Sariputta ngài mới hỏi Đức Phật là bạch Thế Tôn, là do nhân vô duyên gì mà một số chúng sanh nó làm ăn á, bị thất bại, mà thậm chí thất bại thê thảm hơn nữa đó. Rồi thậm chí có nhiều chúng sanh đó, có một số chúng sanh đó làm ăn đó là họ thành công và thành công hơn cái mức mong đợi. Thì Đức Phật ngài chỉ tóm lại thôi, thì chỉ nói tóm gọn thôi, là Đức Phật ngài nói là cái hạng người mà làm ăn đó, họ luôn bị chậm trễ, thất bại với mọi thức đó, cái kiểu này nọ lắm. Bạn thức mặc dù là cho là thông minh ha, thông minh là các kiểu này nọ, là do họ quá khứ đó, họ có hứa hứa mà cúng dường đến Sa môn Bà La Môn nhưng mà họ không thực hiện, thấy không? Rồi họ hứa cho vui không thực hiện, rồi lại một là không thực hiện trễ thì nó cái quả đó nó khiến cho thất bại,
không, rồi lại không thực hiện luôn thì thất bại hơn. Rồi có chính vì cái lời hứa đó. Rồi cái người mà thành công hơn là sao, là cái người giống như bây giờ ban đầu hôm nay đi đến hứa đi cúng dường đến tăng đoàn đi, là thí dụ là 10 10 phần cơm không, nhưng mà khi mà tới hoan hỷ quá, hoan hỷ thêm cho nên cúng dường thêm 10 phần nước nữa, thì cái tại thì là nhà người đó đó là gọi là nó thành công, nhưng mà thành công không mất mong đợi như vậy. Thì chung quy lại là cái nghiệp này nè, thì cái phần chính thì gọi là thì gọi tạm gọi cái nguyên nhân chính nha, là khi mà đối chiếu kinh kinh chánh tạng, cái bài kinh buôn bán ngày sẽ phát ngày hỏi đó, và trong cái chú giải trường hợp của ngài Xuất Phách Đá và ngài Cồn Đà Nhá ở thời quá khứ, thì mình tạm gọi đây là cái liên quan tới cái lời hứa, thì liên quan tới cái lời hứa nó nhiều cái nghiệp có liên quan tới lời hứa là chính. Là chính đây nghe chưa, nói được cái yếu tố là chính nha, ngoài ngoài ra còn những yếu tố râu ria như Đức Hạnh Tuệ có phân tích cho quý vị đó, quý vị biết đó, mình phải có sự ưu tiên này nọ với sa môn bà la môn này nọ cái gì đó. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.